Hôm nay Galaxy sẽ giới thiệu cho mọi người một mẫu xe đạp giá rẻ MT16 với khung thép chắc chắn Super Power này. Đấy, rõ mà thôi thấy đau tay là anh em đều hiểu đủ chắc chắn rồi đúng không? Lớp sơn này, tĩnh điện, quá là đẹp luôn. Và bên trên sẽ là bộ chuyển động của Shimano 3 đĩa 7 lít cho mọi người thích tùy chỉnh thế nào cũng được. Đó, và phanh đĩa cơ nhá, rất là an toàn. Cùng với đó là xe này sẽ trang bị sẵn cho anh em một cái chắn bùn. Và đây, bản lốp này mọi người thấy không? Rất là to. Đó, chính là 26x1.95, thuộc dành cho những bạn nào có chiều cao khoảng 1m5 và đi rất là ok rồi. Rồi, về cấu hình, xe này sẽ trang bị cho mọi người đùi đĩa nhôm 3 tầng. Đó, đảm bảo sự linh hoạt về tốc độ này, cũng như là bộ chuyển động Shimano TuneZZ này, chuyển số các kiểu nó sẽ linh hoạt hơn và đáp ứng khi anh em di chuyển địa hình bất ngờ các kiểu. Thì với cái lip 7 tầng này sẽ đáp ứng điều đó. Về phần trên này sẽ có sẵn, đó chính là một cái chắn bùn sau này, cũng như là gắp ba ga này, để cho những bạn nào muốn chở đồ hay là chở gì đó đều được nhé. Chiều cao thì anh em không cần lo lắng rồi, bạn nào 1m55 này, 1m50 đổ lên đi rất là ok, sinh cấp 2 đi rất là thoải mái. Nếu như là bạn nào có phụ huynh nào muốn quan tâm về mẫu xe đạp trẻ em giá rẻ thì mọi người có thể quan tâm về mẫu xe đạp Galaxy MT16 này nhé.